Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Tile Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Liên Đoàn Sài Gòn TV trong chương trình bản tin tổng hợp. Sau đây Lê Thái xin trở lại phần tin Hoa Kỳ với những tin đáng chú ý. Bà Liz Cheney vận động chống lại ứng viên ủng hộ Tổng thống Trump. Thi thể của thiếu nữ mất tích Kelly Roney đã được tìm thấy. 3 sinh viên thiệt mạng, 2 người bị thương trong tai nạn thảm khốc ở Indiana. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Dân biểu Liz Cheney của Đảng Cộng Hòa cho biết vào ngày Chủ nhật vừa qua rằng trọng tâm chính trị của bà sau khi rời Quốc hội sẽ thách thức cựu Tổng thống Donald Trump và bao gồm các ứng cử viên đối lập. Những người cổ suý cho tuyên bố sai lầm của ông Trump rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp. Liz Cheney nói, nhóm chính trị mới sẽ nhắm mục tiêu vào đồng minh của Trump. Tuyên bố trên đài ABC, bà nói là sẽ tập trung làm việc để bảo đảm rằng cuộc vận động cử tri để không bầu ra những người từ chối kết quả bầu cử. Hiện nay đã có nhiều đề cử cho những kẻ chối bỏ kết quả bầu cử và bà sẽ chống đối lại những người đó bằng cách hỗ trợ cho đối thủ của những ứng viên này. Bà Cheney, người đã bỏ phiếu để luận tội Tổng thống Donald Trump với tội danh kích động cuộc tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, thưa quý vị, đã thua cuộc trong bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Wyoming. Và vào tuần trước, vài giờ sau khi tất cử thì bà đã đệ đơn lên Ủy ban Bầu cử Liên bang để chuyển số tiền mặt còn lại từ tài khoản chiến dịch liên bang sang một Ủy ban Hành động Chính trị mới. Bà đã có hơn 7 triệu Mỹ Kim tiền mặt vào cuối tháng 7 vừa qua. Các nhà phân tích chính trị cho rằng nếu những hành động của bà có hiệu quả sẽ là điểm lợi cho các ứng viên của Đảng Dân Chủ tại một số tiểu bang, bao gồm là Nevada, Pennsylvania và Arizona. Bà Liz Cheney tiết lộ rằng bà đã nói chuyện với Tổng thống Joe Biden sau thất bại trong cuộc đua sơ bộ của Đảng Cộng Hòa vào tuần trước. Bà cho biết hai người đã một cuộc nói chuyện rất là hay và một cuộc nói chuyện về tầm quan trọng của việc đặt đất nước trước đảng phái. Thi thể của thiếu nữ mất tích Kelly Roney đã được tìm thấy. Sau 2 tuần mất tích thì cuối cùng lực lượng điều tra và tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của thiếu nữ 16 tuổi tên là Kelly Roney trong một hồ nước gần nơi bị mất tích. Và cảnh sát cho biết thi thể của Roney đã được tìm thấy trong chiếc xe mà cô đã từng lái trước khi mất tích. Một cuộc họp báo vào lúc 11 giờ sáng ngày hôm nay được thực hiện. Theo điều tra, vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày Chủ nhật, cảnh sát đã báo là thợ lặn tìm thấy vật lạ dưới đáy hồ, chỉ sau khoảng 14 feet nước. Các nhà chức trách cho biết tín hiệu điện thoại cuối cùng được tìm thấy vào đêm cùng ngày vào khoảng là 12 giờ 30 phút sáng gần hồ. Trong thời gian tìm kiếm, có đến 73 nhân sự tham gia với 7 chiếc trực thăng trong bán kính 50 dặm, từ nơi Kelly được nhìn thấy lần cuối cùng. Tiến trình dò nghiệm tử thi sẽ được thực hiện để tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của cô. Chiếc xe được tìm thấy trong trạng thái đã bị lật ngược ở dưới đáy hồ. Và có 3 sinh viên của trường Đại học Indiana sau một vụ tai nạn thảm khốc ngày hôm qua. 2 người khác trên xe đã bị thương, bao gồm là một số cầu thủ bóng đá. Trường đại học đã hủy trận đấu bóng đá nữ vào ngày hôm qua và đang cung cấp dịch vụ an ủi cho tất cả mọi người trong khuôn viên trường. Theo cảnh sát trưởng quận Vigo, tai nạn đã xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng trên đường Steak Road 46 và Main Street ở Riley, Indiana. Các nhà điều tra xác định chiếc xe đã rời khỏi đường và tông vào một cái cây trước khi bốc cháy. Có 2 hành khách thoát ra được bên ngoài trong tình trạng bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện. Tài xế và 2 hành khách khác được cho là đã chết tại hiện trường. Không có ai hoặc là xe khác tại hiện trường và cảnh sát hiện vẫn đang điều tra động lực dẫn đến tai nạn.
Không rõ tài xế có uống rượu lái xe hay không và tốc độ chiếc xe đang di chuyển đã khiến tài xế lạc tay lái. Và một tin không vui trong phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị. Một nữ sinh ở Massachusetts đã bị kỷ luật vì đội khăn trùm đầu Hồi giáo. Một trường bán công ở Massachusetts nơi có một nữ học sinh lớp 8 bị phạt vì đã đội khăn trùm đầu Hồi giáo. Một thành viên trong gia đình của học sinh đã đăng trên mạng xã hội bức ảnh về mẫu tuân thủ đồng phục trường học mà học sinh nhận được từ một giáo viên cho chiếc khăn trùm đầu ngày hôm thứ Năm vừa qua. Trong mô tả của vi phạm, chiếc khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo đã bị viết sai chính tả thành hijab thay vì là hijab. Trường cho biết trong một tuyên bố gửi qua email rằng họ cho phép học sinh mặc trang phục tôn giáo như một biểu hiện của niềm tin chân thành của họ, nhưng lại yêu cầu học sinh phải cung cấp một lá thư bày tỏ mong muốn này từ một thành viên trong nhà thờ của họ. Giám đốc học khu Alex Dunn cho biết không có hậu quả nào xảy ra cho học sinh và mẫu đơn được gửi về nhà nhằm mục đích là cuộc thảo luận với gia đình về vị trí tôn giáo trong trường học. Nhưng giám đốc học khu thừa nhận rằng tình huống đã được xử trí sai và Hội đồng quan hệ Mỹ và Hồi giáo cho biết các luật sư của họ đang đại diện cho gia đình của học sinh và đang điều tra sự việc. Học sinh này hiện đang đội khăn trùm đầu hijab ở trường và giám đốc điều hành của phân bộ xử thế Hồi giáo cho biết việc đội khăn trùm đầu hoặc là trang phục tôn giáo khác không yêu cầu các gia đình phải tìm kiếm sự thay thế. Trường bán công cũng bị mang tiếng vào năm 2017 vì chính sách cấm học sinh thắt bím tóc. Cha mẹ của những đứa trẻ khi đó là 15 tuổi cho biết hai cô con gái sinh đôi của họ, người da đen, đã bị phạt vì đeo dây buộc tóc trong khi học sinh da trắng không bị phạt. Sau khi những lời chỉ trích dữ dội thì trường đã từ bỏ chính sách này. Công viên quốc gia đóng cửa vì bị lũ cuốn. Lũ cuốn do mưa lớn khiến khoảng 200 người mắc kẹt tại công viên quốc gia Carbat Cavern ở miền nam của New Mexico vào hôm ngày thứ Bảy vừa qua. Các viên chức của công viên đã ban hành lệnh đặt chỗ trú ẩn trong vài giờ vào ngày thứ Bảy tại trung tâm du khách của công viên sau khi các con đường trở nên không thể đi qua do lũ lụt. Sau đó thì họ cũng đã cho phép mọi người rời khỏi công viên một cách an toàn trước nửa đêm của ngày thứ Bảy. Công viên Carbat là một điểm đến du lịch nổi tiếng cho những ai muốn khám phá động vật hoang dã trên sa mạc và hơn 100 hang động đá vôi khác nhau ở đông nam của New Mexico, bao gồm hang động nổi tiếng nhất là Carbat Cavern. Dịch vụ công viên quốc gia cũng đã đóng cửa con đường dẫn đến Carbat Cavern và trung tâm du khách vào ngày Chủ nhật vừa qua do lũ lụt, đồng thời cho biết cả hai cơ sở cũng sẽ bị đóng cửa. Dịch vụ công viên cũng cho biết việc bảo trì đang làm việc để đánh giá thiệt hại và làm sạch các mảnh vỡ trên đường. Dịch vụ công viên cũng có hiệu lực cảnh báo nguy hiểm cho đường Walnut Canyon Desert Trail và tạm thời đóng cửa cho ngày chủ lũ lụt trước ngày thứ Bảy, thưa quý vị. Bão cũng được dự báo là sẽ tiếp tục kéo dài suốt cả ngày Chủ nhật và cảnh báo lũ quét vẫn có hiệu lực trong khu vực này. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin Hoa Kỳ và sau đây là bản tường trình đặc biệt buổi chiều của Đài Radio Sài Gòn TV. Chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã kéo dài 6 tháng. Ngày hôm nay thì hãng thông tấn Reuters gửi đi hai hình ảnh tương phản tại hai thủ đô Nga và Ukraine. Hoàng Trọng Thụy gửi đến quý khán thính giả bản tường trình đặc biệt sau đây. 6 tháng đã trôi qua sau khi Nga gửi hàng chục ngàn binh sĩ đến Ukraine trong điều mà Tổng thống Putin gọi là hoạt động quân sự đặc biệt. Thế nhưng người dân ở Moscow nói rằng cuộc sống bề ngoài vẫn giống như trước đây. Họ ít cảm thấy tác động của các lệnh trừng phạt phương Tây, ngoại trừ khi họ phải du lịch nước ngoài. Tận dụng tối đa ánh nắng của mùa hè còn lại, các gia đình Nga tham gia vào công viên được trang trí bởi những chùm hoa ở thủ đô Moscow, với những đứa trẻ chơi trong đài phun nước và các cặp đôi nhảy theo nhạc Latin, trong những khung cảnh khác xa với những thị trấn và thành phố đã bị phá hủy ở Ukraine, cách thủ đô vài trăm cây số. Nói với phóng viên của hãng thông tấn Reuters, hầu hết người dân thủ đô cho biết cuộc sống của họ có ít thay đổi trong nửa năm qua. Vasily, 44 tuổi, cư dân Moscow cho biết: "Chúng tôi không theo dõi những gì đang xảy ra với giá cả hoặc tin tức. Chúng tôi có thể du lịch khắp nước Nga và mọi thứ đều vẫn tốt." Tiếp theo bình luận của Vasily, Emil, 33 tuổi cho biết: "Những người thủ đô Moscow đang đi chơi và chi tiêu cũng giống như trước đây. Trong khi một số gợi ý về đời sống đã thay đổi đến mức họ lại có vẻ lạc quan về tương lai." Trong khi đó, một số người ở thủ đô cho rằng hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ.
Angelica, 18 tuổi, cho biết cô đã buộc phải từ bỏ kế hoạch rời Nga do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Cô cho biết đã dự định đi du học, nhưng bây giờ các sinh viên Nga không có cơ hội này. Đối với cô, thật là điều không may. Trong khi chiến tranh đang diễn ra ác liệt ở vùng biên giới với Ukraine, thì ngược lại, người dân thủ đô Moscow lại hưởng không khí của lễ hội và hội chợ mùa hè thường xuyên được tổ chức hàng năm. Với nhiệt độ hiện nay vượt quá 30 độ C hay 86 độ F, người dân thủ đô đã đổ xô đến các bãi biển để tắm mát và hưởng ngày nắng còn lại khi mặt trời sẽ sớm biến mất vào mùa đông kéo dài của Nga. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, Igor Pagov, 55 tuổi, nói khi xem mọi người nhảy bachata ở công viên Muzion. Ông hy vọng mọi thứ sẽ sớm được giải quyết. Một khán giả khiêu vũ khác, Alexander Korokit, 24 tuổi, cho biết anh đã không phải đối mặt với bất cứ vấn đề khó khăn nào trong 6 tháng qua. Đến nay, do chiến dịch tuyên truyền hữu hiệu của Nga, người dân thủ đô cho biết chiến dịch ngày 24 tháng 2 là để nhằm bảo vệ người dân tộc Nga và những người nói tiếng Nga ở khu vực phía đông Donbass khỏi sự đàn áp của Kiev. Đối chọi với hình ảnh ở thủ đô Moscow, tại thủ đô Kiev của Ukraine, thay vì nghỉ mát, người dân thủ đô Kiev ra đường để thưởng lãm hàng chục xe tăng Nga bị phá hủy đang được trưng bày. Tuần này, Ukraine cũng đánh dấu kỷ niệm ngày 24 tháng 8 năm 1991, độc lập khỏi sự thống trị của Liên bang Xô Viết cũ. Mặc dù các lễ kỷ niệm công cộng đã bị cấm do nguy cơ Nga tấn công ngày càng cao, thế nhưng người dân thủ đô vẫn đổ ra đường phố chính. Thay vì tham gia vào các lễ hội vui chơi như Moscow, người dân lại tập trung xem màn trình diễn vũ khí bị phá hủy sau khi Nga xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2. Nhiều người Ukraine cho biết, việc họ đưa con cái đến xem triển lãm là một bài học lịch sử quan trọng trong nỗ lực chiến đấu giành tự do và độc lập cho đất nước. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho Đài Little Sài Gòn TV. Quý vị vừa theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày của Lido Sài Gòn TV. Và sau phần quảng cáo sẽ là một điểm tin nổi bật với nhà báo Đinh Quang Anh Thái về vụ ám sát hụt kẻ mệnh danh bộ não của Putin. Một lần nữa thì Lê Thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình bản tin chiều ngày mai. Xin chúc quý vị có một buổi chiều thứ hai đầu tuần thật bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.